nhạc thì không có rào cản. Chúng tôi tin rằng âm thanh chất lượng không chỉ dành cho số ít người. Âm nhạc rất mạnh mẽ, mới và khác biệt, đem chất lượng âm thanh phòng thu chuyên nghiệp tiếp cận công chúng. Đây chính là mục tiêu ban đầu của Pisen trong việc tạo ra các loại tai nghe. Tôi cảm thấy vinh dự khi được Pisen nhờ điều chỉnh tai nghe của họ. Tôi đã dành cả cuộc đời để tìm kiếm một trải nghiệm siêu chân thực, mộc mạc. Và tôi cũng tin rằng các âm thanh phức tạp có một sự hấp dẫn không thể thay thế được. Thiết kế Dual Dynamic Driver mà lắp ghép làm bằng những chất liệu tổng hợp được sử dụng trong ngành hàng không, tạo ra cảm xúc mãnh liệt trong mọi nhịp điệu. Thu toàn bộ giọng nói qua mic kép kết hợp chống ồn AI. Cung cấp một trải nghiệm như đang nói chuyện trực tiếp ngay cả trong môi trường ồn ào. Kết nối nhanh, ổn định, liên mạch. Tôi luôn tìm kiếm sự cân bằng hoàn hảo giữa hiệu năng và trải nghiệm người dùng. Vừa vặn cho đôi tai của bạn hơn, cảm giác đeo nhẹ nhàng và sạc nhanh hơn. Hệ thống hoạt động thông minh, đồng bộ nghe, nhìn mang đến trải nghiệm nhập tâm hơn. Chúng tôi muốn cung cấp sản phẩm âm thanh cao cấp đến nhiều người, đến mức mà tăng kỳ vọng của họ lên cao. Đây là tai nghe P1 Plus của Pisen, một kiệt tác. Này, bạn đã có thể sở hữu.